Em nghe không rap có mày rồi. ôi đồ nghe má rapper đồ má xịn tua đi tua đi nhờ xịn nhờ tua đi đồ má biết rap luôn xịn. Đừng có nghe ông ấy rap đau thì đầu mày đó. mày nghe đi thì mà tối về mày ám ảnh đéo ngủ đâu con. Lộ mà xe với tông phát xì khói rồi giờ sao sửa đây? Hắn giáp đáng sợ lắm, đừng có Bom ơi, em add cái bộ sửa xe vào shop nữa cơ. hay không 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 đi ngoài hải add bộ sửa xe vào 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 vào, vào shop đi Bom ơi. hay không hải mọi người nghe theo mọi người có hay không không đâu sao lần trước vẫn không mà bây giờ vẫn không có nghe tiếng đéo gì đâu. Hải đâu rồi? Đi theo để phát đi tăng kêu đang kêu đang kêu nó tăng lên tăng xong rồi đi 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 chuyển nước rồi nó tăng xong. lên nó lên nó tổ thiên ép rồi nó đi chuyển nước hài nhập tâm quá tăng kêu ăn bít kêu đùa xem bảo hài nhập bài hài nhập Hải nhập tâm rồi không biết được đâu. Gọi Hải đi để chỉ cách át xe nào. Nó đi đái rồi. À nó đi chuyền nước rồi đợi tí. Hải hay phết. Hay phết đấy thì hay anh em ta làm. Anh em làm MV đi. Hả? Anh em ta đi làm MV đi. Tao bỏ xe, tao bỏ xe vừa tao đi làm MV đi. Rồi, chơi luôn mày. Nào vào chuồng đi. Anh chào thì mẹ vào anh gửi thế ấy đây vào ruột đi à, anh em làm MV đi alo để đéo có làm này nữa đi làm MV thôi mở ruột lên đi con mẹ làm việc đi em ơi làm việc đi mở ruột à các tao làm à, chỉnh xe lại được không chỉnh xe gì là giống như xe cho nó dễ chạy đi rồi 4 triệu một con em ơi cua đi mẹ mượt như trong tranh giờ thiện cũng sụt em nốt rồi này đi bảo tiền người chơi chứ đừng bảo tiền admin đây nha bây giờ admin đéo có tiền chấm hết luôn ok chưa anh rồi chấm hết rồi đấy nhưng mà anh nghĩ kỹ với việc làm MV đi nha thật đùa gì em và anh ra làm em hát hay vậy rồi hay không hay à, thôi mẹ nói bọn này cứ nói bọn này cứ cười là sao ra đi gửi link cho chúng nó xem ôi cười người có người đéo nào trong Discord không nghe hắn hát đâu mà cần phải gửi link cảm ơn cho tôi 2 phút bình yên thì đúng hơn thôi đừng có tò mò nữa đây đúng không ok chưa Okay, tao đang học tao đang học theo Đen Vâu ấy một vài một vài nhạc lộn xộn có khi kiếm được 1 triệu 1 triệu like vậy 1 triệu donate lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ nhưng mình biết hắn thích rap rồi nhưng mà lần đầu tiên trong cuộc đời rồi nghe hắn rap kiểu cảm giác mẹ miệt mài như thế rap thì rap không thở được Andrew Denver. Cái này mà đi thi chương trình giáp Việt không biết nó có cho vào phòng gửi xe không. Mày mẹ phân thưởng bạn mày. Chung thì những người yêu âm nhạc thì phải nói chuyện với những người yêu âm nhạc người ta mới đồng quan điểm mới cảm thụ được cái hay của âm nhạc. Cái này không khác gì như thảm họa Việt Nam Got Talent. Không không. Nhạc hay hay dở là do góc nhìn của từng người. Link đi mẹ vô off Discord. Đây nha mày.